Các hãng thông tấn Nga vào ngày hôm nay đưa tin chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời ga xe lửa ở thành phố At-Tayom, vùng viễn đông của Nga để về nước, kết thúc chuyến thăm Nga. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Nga, đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Masegora đã có mặt trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận các vấn đề thực tế nhằm tăng cường hợp tác quân sự và Triều Tiên, gọi đây là thời kỳ hoàng kim mới trong quan hệ song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đón nhà lãnh đạo Triều Tiên tại thành phố cảng Vladivostok và giới thiệu các máy bay ném bom chiến lược của Nga, gồm Tu-160, Tu-95 và Tu-22M3, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và tạo thành xương sống của lực lượng tấn công hạt nhân đường không của Nga. Máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31i được trang bị tên lửa siêu thanh Kinkal. Đây là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm hoạt động từ 1.500 đến 2.000 km trong khi mang theo trọng tải 480 kg. Tốc độ di chuyển gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tức là 12.000 km một giờ. Trong chuyến thăm Nga kéo dài một tuần, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13 tháng 9, thảo luận về các vấn đề quân sự xung đột ở Ukraine và tăng cường hợp tác.